Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Ghi Bú Chúa. Chương 88 của manga Dragon Ball Super đã chính thức trở lại sau vài tháng tạm nghỉ. Nếu bạn cảm thấy quá chán nản vì sức mạnh của nhân vật trong Dragon Ball Super ngày càng gia tăng khiến cho các nhân vật phụ không còn được diễn nữa, thì chương truyện này đích thị là một luồng gió mới có thể kéo bạn thoát khỏi sự buồn chán. Đây là chương truyện mở đầu cho sự kiện diễn ra trước movie Dragon Ball Super Super Hero khoảng 9 tháng. Trọng tâm xoay quanh hai nhân vật nổi tiếng nhưng thuộc hàng ít đất diễn nhất, đó chính là Trunks và Goten. Sự trở lại lần này có phần khác biệt với một số trang truyện minh họa màu và số trang của chương này là rất nhiều. Nếu bạn nào lừa đọc thì chương này không dành cho bạn rồi. Nói thế chứ vẫn dễ đọc và khá là giải trí, mình khuyên các bạn hãy đọc truyện để cảm nhận chính xác nhất nhé. Sau đây là phần tóm tắt truyện của mình. Tại thành tinh của thần hủy diệt, Goku, Whis, Beerus và các tiên tri đã ăn mì Yakisoba. Chỉ có Vegeta không nhập hội và đang ngước nhìn lên bầu trời, hứa rằng sẽ đánh bại Black Frieza vào một ngày nào đó. Trong khi đó, ở trái đất, hai người đeo mặt nạ bí ẩn xuất hiện, tự xưng là anh hùng dọn dẹp. Dịch sang tiếng Việt nghe hơi buồn cười, mong mọi người thông cảm nhé. Chiến binh Saiyan Man X1 và Saiyan Man X2 đang ngăn chặn một vụ cướp trang sức. Một trong những tên cướp chĩa súng vào các anh hùng, nhưng X1 đã dễ dàng bóp nát khẩu súng đó, cho vào túi rồi trả lại cho hắn. Lũ cướp chuyển sang tấn công bằng dao, nhưng X1 và X2 đã né chúng mà không tốn một giọt mồ hôi, sau đó kết thúc tất cả bằng hai đòn đá song phi cước. Hai anh hùng X1 và X2 ấy không ai khác chính là Goten và Trunks, hiện giờ đã trưởng thành. Hóa ra từ lời nói đến tư thế của hai người được lấy cảm hứng từ game có tên là Clean God. Ngay sau đó, Goten nhận được tin báo mới về một vụ cướp khác, nhưng lần này liên quan đến tấn công mạng. Điều này khiến Trunks mất hết hứng thú vì cậu không phải là người giỏi về máy tính. Cả cậu nhóc Saiyan lúc này đều chưa nói gì với gia đình về các hoạt động anh hùng hay chống tội phạm. Vì vậy, khi Chi-Chi gọi đến, cậu nhóc Goten đã khá hốt hoảng và vội về nhà. Nhớ lại cái đồng hồ đổi trang phục của Gohan trước đó, Trunks có ý định nhờ vả Bulma làm cái tương tự, nhưng rõ ràng như vậy sẽ bị lộ danh tính của cậu. Cho nên cậu quyết định chuyển sang nhờ Pilaf chế tạo. Goten rời đi bằng cân đầu vân và để lại trang phục siêu anh hùng. Trên đường trở về, Trunks bất ngờ bắt gặp ông bà ngoại của mình tại một cửa hàng hoa gần đó. Cậu nhanh chóng đội mũ lên nhằm tránh bị phát hiện danh tính. Tiến sĩ Brief cũng rất nhanh chóng nhìn thấy Trunks đang núp ở sau tường. Không còn cách nào khác, Trunks đành phải bước ra chào hỏi, nhưng dưới tư cách Saiyan Man X1. Không may là chú khủng long của tiến sĩ Brief nhận ra Trunks và chạy đến quấn quýt dưới chân cậu. Trước giờ, khủng long Dino thường không gần gũi với bất kỳ ai ngoài người trong gia đình, cho nên hành động vừa rồi làm ông có chút nghi vấn về danh tính của Saiyan Man X1. Sau khi Trunks rời đi, một sự kiện kỳ lạ đã xảy ra. Một nhóm robot phụ trợ của tập đoàn Capsule đang cố chạy trốn khỏi một con Rumi. Chuyện truyền cảnh đến ngày hôm nay tại nhà của gia đình Bulma. Trunks đến gặp Pilaf để hỏi gã về cái đồng hồ đeo tay có thể thay trang phục. Pilaf nói với anh ta rằng Trunks đã sẵn sàng và giao cho anh ta. Ngay tại đây, chúng ta được chứng kiến một thanh niên mê điếu đổ một máy bay hạng nặng. Ý mình là Trunks có vẻ rất thích Mai, nhưng cậu không hề biết cô gái trẻ trung trước mặt cậu còn lớn tuổi hơn cả Bulma. Nói chuyện một hồi xong, Trunks vội vàng đạp xe đến trường học ngay sau đó. Dựa vào cách nói chuyện, ta có thể thấy Trunks không có một chút hứng thú với công việc bàn giấy như làm giám đốc của tập đoàn Kutsun. Cậu muốn sống một cuộc sống tự do hơn. Cũng phải thôi, tính cách của người thừa kế dòng máu Saiyan của Vegeta thường không phù hợp với mấy chuyện như vậy. Tại đây, chuyện giới thiệu cho ta những nhân vật mới, những người bạn của Trunks trên trường. Họ rủ Trunks đến khám phá sự thật về ma ở núi Butterfly, cơ mà cậu nhóc lại sợ ma mới khổ. Về nhà, Trunks đến phòng thí nghiệm để rủ Mai đi xem phim vào thứ bảy, nhưng Mai đã từ chối lời mời vì mọi người trong phòng thí nghiệm đang bận sửa chữa các robot phụ trợ. Những robot này vì lý do nào đó trở nên mất kiểm soát, không nhận mệnh lệnh từ chủ sở hữu. Pilaf tin rằng đây không phải là sự cố, chắc chắn là do ai đó đã tác động. Su nói thêm rằng, theo một số tin đồn, có một nhóm người xuất hiện vào ban đêm và sửa đổi các robot, khiến cho chúng hoạt động không bình thường. Chính vì vậy, Trunks đã quyết định tìm hiểu và ngăn chặn mọi chuyện để Mai có thời gian đi chơi với cậu. Trunks cùng ngày hôm đó rủ Gohan điều tra cùng cậu, các chàng trai không thấy bất cứ điều gì khả nghi trong khu vực, cho đến khi Trunks chạm mặt một kẻ như zombie đã sử dụng thiết bị điều khiển làm hỏng một con robot phụ trợ của ông lão qua đường. Họ bám theo và phát hiện khu vực những kẻ tình nghi nằm ngay ở núi Butterfly, nơi mà những người bạn đã rủ Trunks đi đến khám phá về hồn ma. Người bạn cùng bàn của Trunks đã bị một kẻ có ngoại hình giống xác ướp tấn công, không còn cách nào khác, cậu đành phải ra tay giúp đỡ. Phối hợp cùng Goten, cậu đã đánh bại toàn bộ lũ zombie và đưa bạn bè đến nơi an toàn. Vừa lúc Carolyn đến đây điều tra do nhận được báo cáo từ một người dân gần đó, nhìn thấy những xác chết biết di chuyển, cho nên anh đã gặp hai cậu nhóc Saiyan ở khu vực hẻo lánh này. Bất ngờ lớn nhất ở chương này chính là sự xuất hiện của tiến sĩ Hedo. Vì sao anh lại ở núi Butterfly ư? Vì sao anh lại làm những việc gây náo loạn gần đây?
đó là vấn đề của chương sau. Chương 88 không có quá nhiều điều để bàn luận vì nó tập trung vào câu chuyện đời sống. Tại thời điểm này, Chance và Goten đều đã lớn và là học sinh cấp 3. Điều mình thích nhất chính là bối cảnh chương 88 ngay trong trường học, nơi tạo nên những ký ức tuổi học trò đẹp đẽ. Biết bao cuộc chiến căng thẳng, điên rồ xảy ra trên khắp vũ trụ, chỉ có trường học là nơi bình yên nhất. Các bạn biết không, những khung cảnh cuộc sống yên bình được khắc họa xuyên suốt chương 88 ấy, nó không phải tự nhiên mà có đâu. Sự bình yên này tồn tại tất thảy là nhờ sự hy sinh thầm lặng những chiến binh Z, chiến binh không ngừng nghỉ suốt nhiều năm qua. Điều đáng ngưỡng mộ là họ không cần danh vọng, họ chỉ chiến đấu vì muốn tất cả mọi người được an toàn. Khi những con người ấy không còn ở trái đất nữa, phải có ai đó đứng lên thay thế bọn họ. Phải, những người tiếp tục thực hiện sứ mệnh bảo vệ cao cả ấy chính là Trunks và Goten, thế hệ kế tiếp của Vegeta và Goku. Trang phục màu mè trông có vẻ hơi lố, kèm theo thái độ khá thiếu nghiêm túc. Mình thừa biết sẽ có bạn bảo rằng Trunks và Goten không thể bước tiếp con đường của cha mình. Không nhá mọi người, chúng ta phải hiểu rằng hoàn cảnh của bọn họ như thế nào. Goku dành cả cuộc đời phiêu dạt khắp nơi, mài giũa ý chí và sức mạnh của bản thân qua biết bao những người thầy. Vegeta chuyên đi chinh phạt các hành tinh, sống một cuộc sống khắc nghiệt, chứng kiến người chết như ngả dạ. Trong khi đó, Goten được Chi-Chi bao bọc từ bé đến giờ. Tương tự như Trunks, một quý tử lớn lên từ tập đoàn giàu nhất thế giới. Hoàn cảnh trên đã tạo nên sự khác biệt giữa hai thế hệ. Hiển nhiên, cách thức họ tiến đến hai chữ anh hùng cũng khác nhau. Trunks có cách riêng để trở thành người anh hùng. Họ không cần phải chiến đấu với những kẻ thủ ác gây tai họa cho toàn vũ trụ. Họ sống ở trái đất. Họ sống ở đâu, họ làm anh hùng ở đấy. Hai chàng Saiyan trẻ này thừa hiểu họ không thể mạnh mẽ được như Goku và Vegeta, và họ cũng biết Goku và Vegeta không thể nào có thời gian để xử lý những vụ việc tội phạm nhỏ lẻ được. Cần ai đó phải đứng lên thực thi công lý. Chiến binh công lý Saiyan Man X1 và X2 từ đấy đã ra đời. Những khung cảnh rất đời thường trên phố xá và trường học, những người bạn thân trên lớp và vô số những thứ khác xung quanh Trunks và Goten là động lực giúp họ trở thành siêu anh hùng. Không đơn giản họ làm siêu anh hùng chỉ vì thích đâu các bạn ạ. Cảm ơn mọi người đã xem video ủng hộ cho kênh. Bấm chuông và đăng ký để nhận thông báo mới nhất về thế giới manga và anime nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!